Tập 34. Đến rồi. Đang làm cơm. Gia cầu đâu? Không phải anh Đức nói sao? Anh muộn 10 phút. Thầy giáo bảo người khác đến đón nó rồi. Người khác đón nó? Ai đón vậy? Một người đàn ông, nó là người thân của em. Làm sao anh biết là ai? Người thân của em? Tào Minh Đạt. Trời ơi, Tào Minh Đạt. Hai ngày trước anh ấy nói muốn đưa tiểu gia cầu đến viện Phúc Lợi. Vậy bây giờ em đi đâu vậy? Đi rước con. Đợi anh với. Người đẹp, cô muốn đi đâu? Đi khu Hồng Quang. Cô đến đây. Không sao, đây là bạn của tôi. Tôi không phải là, không phải xe của tôi là xe trống. Cô lên đi. Được, cảm ơn cô. Ca từ thật là hay. Là của bối đa phân phải không? Không biết, mua ở hàng rong đấy. Đây là bản giao hưởng của Dante của Liszt. Cái gì? Liszt? Là Liszt. Không phải người anh nói lúc nãy sao? Lúc tôi đi Hungary có nghe qua một lần. Rất hay. Những ngày không hạnh phúc, nhớ lại hồi ức vui vẻ, là niềm đau khổ không thể lớn hơn. Nói rất hay. Anh cũng nói rất hay đó. Dương Siêu Quần không hổ danh là Dương Siêu Quần. Lợi hại như vậy, tài ba như vậy. Tôi muốn đi vệ sinh. Nhịn không được. Xem ra nói sớm quá rồi. Anh đợi một chút. Đợi một chút. Sao còn khóa vậy nhỉ? Đợi một chút. Được rồi, mau đặt con xuống đi. Anh sợ em giữ chặt nó chết mất. Tiểu gia cầu, con có sợ không? Nhất định là bị em dọa một trận rồi. Anh nhớ lúc nhỏ, lúc ba mẹ cãi nhau, anh liền nghĩ là do anh sai. Chú Tào nói với con cái gì vậy? Có phải nói với con vì Tô Hàn với chú Mạch không cần con nữa? Tiểu gia cầu, vì Tô Hàn hứa với con mãi mãi ở bên cạnh con, biết không? Đi ngủ đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Hôm nay em quả thật cũng xúc động quá. Không nói gì, liền tát cho một cái rồi đi. Có gì phải nói chứ. Anh ta mang nó đến viện Phúc Lợi. Có gì phải vướng bận. Nói thẳng, anh ta dù sao cũng vì tốt cho em mà. Không cần anh ta tốt với em. Anh ta đưa nó đến đó, em không đồng ý. Nào biết anh ta đến đó tiền trảm hậu tấu. Em biết giới hạn đạo đức của anh ta không cao, nhưng không ngờ anh ta còn có thể làm ra chuyện như vậy. Được rồi, đừng tức giận nữa, ngủ sớm đi. Vậy anh thì ngủ cùng chứ sao nữa. Ngủ ở ghế sofa đi. Lấy mền đi.
Vậy em nói, nếu như ở cùng một nhà, có phải tốt hơn không? Hôm nay lúc không tìm thấy Tiểu Gia Cầu, em đã chuẩn bị rồi. Nhưng anh thì không. Em không thể để anh ra quyết định trong lúc xúc động. Em nói xem quyết định nào là do xúc động. Em là nói anh muốn kết hôn với em là xúc động hay sao? Hay là nhận nuôi Tiểu Gia Cầu là do xúc động? Bỏ đi. Luật sư các em đúng là có điểm này phiền phức thật. Em cảm thấy chuyện gì cũng có nguy hiểm. Tất cả mọi thứ em đều thấy là cạm bẫy, không tin bất kỳ ai. Chỉ tin chứng cứ, con số, bản khai. Nhưng em phải hiểu có rất nhiều thứ, những thứ này không thể đo lường được. Ví dụ như tình yêu. Vậy là gì người có thể dễ dàng nói ra từ này, cũng không biết định mức của bản thân. Sao em biết anh không biết chứ? Tại sao em luôn hoài nghi lòng chân thành của anh? Bởi vì em không muốn anh hối hận. Mạch Khắc Giang anh chưa từng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận. Anh có thể cho phép bất kỳ ai hoài nghi anh, chất vấn anh, nhưng em thì không thể được. Đừng nói nữa, bây giờ em rất loạn. Em đang xem Tiểu Gia Cầu có phù hợp với điều kiện nhận nuôi hay không. Còn phải chuẩn bị tài liệu. Em hy vọng quyết định này là cả đời. Nó là một con người. Chỉ có yêu là không đủ đâu. Anh còn phải xem anh giáo dục nó như thế nào, tiếp xúc nó như thế nào. Những điều này anh nghĩ qua chưa? Sao em biết anh chưa từng nghĩ chứ? Anh đọc cái này đi. Đây là gì vậy? Đây là yêu cầu nhận nuôi chó của Mỹ. Những chuyện cần biết trước khi nhận nuôi chó. Tiểu Gia Cầu không phải là chó. Anh đọc đi. Tôi có thể sống được khoảng 10 đến 15 năm. Chia ly với bạn bè là một chuyện rất khó khăn. Xin hiểu thời gian chỉ thị cho tôi. Đừng tức giận với tôi. Tuy tôi nhất định sẽ tha thứ cho bạn. Người trân trọng cần tình yêu của bạn nhất trên thế giới này là tôi. Xin đừng tức giận quá lâu. Cũng đừng nhốt tôi lại. Bởi vì bạn có cuộc sống của bạn, bạn bè của bạn, công việc của bạn, sự vui vẻ của bạn. Nhưng tôi chỉ có bạn. Từ nhỏ em đã thích chó con, nhưng luôn không dám nuôi. Chính là vì sợ không biết chăm sóc nó như thế nào. Hiện tại Tiểu Gia Cầu là người bằng da bằng thịt. Đừng kích động mà. Anh đọc tiếp đi. Thường xuyên nói chuyện với tôi nhé. Tuy tôi không hiểu lời bạn nói, nhưng tôi có thể nhận ra giọng nói của bạn. Bạn biết khi bạn về nhà tôi vui biết bao. Bởi vì tôi luôn dễn tai đợi nghe thấy tiếng bước chân của bạn. Bạn đối tốt với tôi mãi mãi không quên. Nhưng nếu như hung ác, có thể mãi mãi ảnh hưởng đến tôi. Anh biết tuổi thơ của một đứa trẻ đối với nó quan trọng như thế nào không? Tiểu Gia Cầu đã chịu khổ nhiều rồi. Tâm hồn nhỏ bé của nó có thể đã bị ám ảnh rồi. Tô Hàn, chuyện đã qua thì không thể thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể làm tốt hơn trong tương lai. Khi bạn thấy tôi lười biếng, không chạy không nhảy nữa, hay khi không nghe lời, trước khi mắng tôi, xin hãy nghĩ, có lẽ tôi có chuyện gì. Có lẽ tôi ăn không đúng đồ ăn. Có lẽ tôi bị bệnh rồi. Có lẽ tôi đã già. Khi tôi không còn khỏe mạnh nữa, không thể sống bình thường được. Xin đừng dùng bất kỳ cách nào để tôi sống tiếp. Đừng nghĩ quá nhiều. Chúng ta đều tốt đẹp, tiếp tục sống mà. Em phải biết làm bất kỳ chuyện gì đều sẽ có mạo hiểm. Nhận nuôi chó con quả thật là như vậy. Nhưng nó đem đến niềm vui cho em cũng không gì sánh bằng. Nuôi dưỡng trẻ con cũng như vậy. Em xem, đây vẫn còn một câu. Nếu có thể nằm trong lòng bạn, rời bỏ thế giới này, nghe giọng nói của bạn, tôi sẽ không còn sợ gì cả. Bạn chính là gia đình của tôi. Tôi yêu bạn.
Tài xế, ra sân bay không? Đi đi, nhanh lên xe đi. Xin lỗi nha, tôi nhận điện thoại, chút nữa lái xe không được nghe. Alo. Alo. Nói đi chứ. Alo, cậu là Dương Sư Quần sao? Alo. 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 Cái gì không biết? Tài xế có thể nhanh lên được không? Được, được, tôi đang vội ra sân bay đón người đó. Tôi biết rồi, sắp đi rồi nè. Tôi xảy ra chuyện, anh gọi xe khác giùm đi nha. Không phải, đây là ý gì vậy? Anh xem phía trước có xe kìa. Sao cô lại từ chối? Thật sự có chuyện mà. Xin lỗi anh nha. Anh nhanh nhanh lên, cái xe kia. Cô có từng tôi báo cảnh sát không? Đừng báo cảnh sát mà. Cảm ơn anh nhiều nha. Taxi. Sư Quần sao? Sao lại không nhận điện thoại vậy? Cậu ở đâu? Trần Sản. Tôi đang ở trên sân thượng tòa nhà Thiên Không ngắm cảnh. Thiên Không? Ý gì vậy? Alo, Dương Sư Quần. Alo, alo. Chẳng may mất mạng thì sao? Đúng là tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu. Alo, Tường Tử, anh đang ở đâu vậy? Sao vậy, đang ngủ? Nhanh đến cao ốc Thiên Không đi. Làm gì? Sắp mất mạng rồi. Dương Sư Quần cậu ta ở đó sắp tự sát. Nhảy lầu rồi kìa. Nhảy lầu. Em để cậu ta nhảy đi. Ai không nhảy, kẻ đó là cháu. Mạng người liên quan đến ông trời đấy. Không ai đùa với anh đâu. Nhanh đi đi, em đang đến đó nè. Alo. Trời ơi, đây là muốn mất mạng sao? Sư Quân, Trần Sản, cậu đứng đây làm gì? Đứng trên cao như vậy không sợ bị sét bổ đôi à? Không ngờ cô cũng đến, cáo biệt trời xanh với tôi. Tôi không phải đến để nói tạm biệt với cậu, tôi đến đón cậu về. Qua đây, qua đây đi, tôi đưa cậu về nhà. Nhanh qua đây đi, nghe lời đi, qua đây giùm đi mà. Cậu nhìn phía dưới, cao lắm. Cậu mà nhảy xuống thì mất mạng đó. Ngã chết đáng sợ lắm. Sao cô biết chết rất đáng sợ? Cô quen với tử thần sao?
Tôi không quen với tử thần. Tôi không muốn quen hắn, cậu cũng đừng quen biết hắn được không? Chúng ta đi về đi, cậu qua đây đi mà. Cậu đừng đi nữa, đừng có đi nữa mà. Đứng yên đi, cậu nghe tôi nói. Cậu nhìn thấy gì chưa? Cao như vậy, cậu mà bay từ đây xuống, cậu ngã chết không dội. Cậu mà ngã đè vào người ta thì làm sao? Con người cậu sao lại không có đức vậy? Chết cũng chết rồi, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Phiền phức. Cậu chính là quá ích kỷ rồi. Cậu chết rồi thì xong, cậu không mệt mỏi nữa. Vậy có phải tôi nên nhặt xác giúp cậu? Tôi mệt mỏi hay không? Cậu thấy cao lắm, cậu đừng dọa người nữa. Thật đó, tôi sợ độ cao lắm. Này, đừng có di chuyển nữa mà, đứng lại đi. Siêu quần, tôi cầu xin cậu. Tôi sợ độ cao lắm. Tôi bước đi không vững nữa. Dọa chết tôi mất. Mắt tôi không mở ra được nữa. Cứ nghĩ cậu đứng đó tôi đã chóng mặt rồi. Cậu nhanh đến đỡ tôi có được không? Thật đó, tôi sợ quá. Đầu tôi chóng mặt quá. Cậu qua đây đỡ tôi đi mà, tôi xin cậu. Đừng có dọa tôi nữa, tôi sợ độ cao lắm. Chân tôi nhũn ra rồi. Bây giờ tôi giống như bị cao huyết áp vậy. Cả người tôi, thật sự tôi không chịu nổi nữa. Cậu qua đây đỡ tôi đi, thương hại tôi được không? Cậu đừng có dọa tôi mà. Nhanh lên đi, tôi không quay lại được. Cậu mau giúp tôi đi, xin cậu đó. Cậu đâu rồi hả? Cậu qua đây dìu tôi đi được không? Dọa chết tôi. Dọa chết tôi đó. Tiểu gia cầu đâu? Trong phòng, vừa ngủ rồi. Sao vậy? Không vui à? Tìm việc mà, đừng có vội. Còn có anh đây. Có việc gì không vui nói ra thử xem. Nói ra làm gì? Nói để anh vui à? Xem em nói gì kìa. Nói ra để anh chia sẻ với em. Nếu không anh hỏi làm gì? Đây là cái gì? Em là luật sư. Lại nhận được thư luật sư của anh ta. Ai chứ? Còn ai nữa? Tào Minh Đạt. Anh ta muốn làm gì? Em không tái hôn với anh ta cũng không kiện em được. Đây là chuyện chia tài sản.
Lúc đó mua xe mua nhà đều là cùng nhau mua. Bây giờ anh ta muốn lấy lại một nửa của mình. Chia ra, chia thế nào đây? Nhà này cưa ra một nửa, xe cũng cưa đôi ra, như xe mô tô thôi. Thật ra em cũng hiểu. Anh xem, bây giờ công việc của anh ấy cũng không thuận lợi, lại còn phải nuôi mẹ, còn xây dựng gia đình mới. Lúc bên nhau tình cảm tốt đẹp, bây giờ chia tay rồi, là do em đưa ra. Cũng nên bồi thường cho người ta chứ. Thật có ý nghĩa. Đợi anh ấy lấy tiền rồi, thật ra tìm một cô gái xinh đẹp cũng không phải là khó. Vậy phải xem em định nghĩa hai chữ xinh đẹp này như thế nào. Em hy vọng anh ấy sớm quên em, sống cuộc sống của riêng mình. Anh nói người phụ nữ như em sao lại nhẫn tâm như vậy, một chút cũng không nhớ tình cũ. Anh hy vọng em nhớ tình cũ sao? Anh không hy vọng em nhớ anh ta. Ý của anh là nếu như một ngày chúng ta chia tay, anh nói là nếu như nha, thì ít nhất em cũng nên nhớ anh. Người gì vậy chứ, còn chưa bắt đầu đã muốn chia tay rồi. Không phải anh nói là ngộ nhỡ sao? Nói trước thôi mà. Em không nỡ chia tay anh phải không? Anh làm sao? Thử xem. Cũng có tài đó. Cậu là kẻ hèn nhát, tôi nói cho cậu biết. Hở một tí là đòi chết, không có chút bản lĩnh nào cả. Nếu cậu muốn chết thì tôi chết cùng với cậu. Trong bụng tôi còn mang hai đứa trẻ, tôi là thai phụ. Đến lúc một xác ba mạng thì cậu tự đi mà nhìn. Kiếp trước tôi đúng là nợ cậu mà. Cậu xuống đi có được không? Tổ tông nhà cậu, cậu đừng giày dò nữa. Anh hai à, anh không thể không chết được sao? Trần Sản, cô xem, nơi này đẹp biết bao. Được, hôm nay tôi chết cùng với cậu. Ai không chết, người đó là cháu. Tôi bay cùng với cậu. Tôi đếm đến ba thì chúng ta cùng nhau nhảy. Nếu cậu không dám nhảy thì quay về cùng với tôi, được không? Tôi đếm đây. Một. Cảm giác này thật là thích. Ba, quay lại. Có phải em bị bệnh rồi không? Cậu ta muốn chết thì để cho cậu ta chết. Em đứng đây mắc bệnh thần kinh gì vậy? Sao giờ anh mới tới, dọa chết người ta rồi. Lui ra, lui ra, lui ra. Tiền chết đi được. Dương Siêu Quần, mấy người có tiền các cậu, ăn lo rồi rảnh rỗi không có việc gì làm. Cậu làm hại mình thì được, đừng hại vợ tôi. Cậu muốn chết, nhưng người như chúng tôi còn phải bôn ba về cuộc sống. Nếu Trần Sản có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu. Sao anh lại đánh cậu ấy? Em suýt nữa mất mạng rồi. Anh không đánh cậu ta được à? Tôi vốn dĩ không muốn chết. Tôi chỉ lên đây xem bầu trời của tôi thôi. Về nhà mà xem. Cậu lên đây để xem sợi chỉ à? Về nhà mà xem. Hai người có thể không tin, tòa nhà này đã từng là của tôi. Trong thành phố này có ước mơ của tôi. Vì ước mơ này mà tôi đã bỏ cả người nhà. Tôi đã bỏ ra toàn bộ công sức. Nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn là một đống đổ nát.
Em thật ngốc. Người ta lên đây gọi trời đó. Anh làm gì vậy? Đừng kéo anh, suýt nữa là rơi xuống bây giờ. Anh cũng nhìn trời. Anh đừng đứng ở đó nữa mà. Em sợ lắm. Em nhìn danh thiếp của cậu ta, toàn là tiếng Anh. Ai mà hiểu được. Những người như cậu ta thật làm hại người. Em thấy Dương Siêu Quần thật đáng thương. Anh xem tòa nhà lớn như vậy, lại bị hoang phí như thế. Thành tòa nhà chưa hoàn thành, nếu đổi là người khác thì cũng bị như vậy thôi. Làm sao em biết được tòa nhà này là của cậu ta? Chỗ nào giết vậy? Làm sao chứng minh được? Sao anh lại không lương thiện như vậy? Vừa nãy anh không nhìn thấy lúc cậu ta nói những lời đó nước mắt rưng rưng sao? Nếu cậu ta nói dối thì làm được như vậy à? Vậy có những người đọc tin tức cũng khóc thì sao? Dù gì anh cũng thấy cậu ta là kẻ lừa đảo. Dương Siêu Quần một chút cũng không thay đổi. Dương Siêu Quần vẫn là Dương Siêu Quần, rất giỏi giang. Anh xem những lời cậu ta nói, ước mơ, theo đuổi, người bình thường có thể nghĩ ra sao? Hiện giờ những kẻ lừa đảo đều dùng thủ đoạn IQ cao như vậy. Thiên không, anh xem người ta đặt tên cho tòa nhà này, đem lại cảm giác lãng mạn như vậy, nhiều cảm xúc, nhiều ý thơ. Anh cười cái gì mà cười? Anh nghĩ ra được cái tên như vậy không? Nếu cậu ta là kẻ lừa đảo thì hai chúng ta là đồng phạm, che giấu tội. Anh không muốn ở đây ăn cơm tù đâu. Ai là kẻ lừa đảo? Nam thần của em đó. Ai chứ? Dương Siêu Quần. Anh ngu ngốc cái gì vậy? Anh không nhìn ra sao? Cậu ta có bệnh mà. Ngộ nhỡ cậu ta nghĩ không thông, ngộ nhỡ đầu cậu ta nóng lên, ngộ nhỡ liền nổ ra, ngộ nhỡ cậu ta chết thì làm thế nào đây? Lấy đâu ra nhiều ngộ nhỡ vậy? Ngộ nhỡ em không gặp anh ta thì em làm gì? Lái taxi. Anh thì sao? Anh ngủ vậy không phải xong rồi sao? Em lái xe kiếm tiền, anh ở nhà nghỉ ngơi. Bây giờ tốt rồi, tiền không kiếm được, ngủ cũng không xong. Anh thật hiếu kỳ. Anh cũng không biết từ đâu nhảy ra tên khó hiểu này nữa. Vợ của anh còn phải dỗ cho hắn ngủ, cho hắn uống thuốc. Anh nợ cậu ta à? Sao anh chẳng hiểu gì cả? Cậu ta không phải bạn học cũ của chúng ta sao? Đúng, lúc đi học em rất thích cậu ta. Không phải em còn nhớ cậu ta chứ? Anh nói cho em biết, Trần Sản em bây giờ là vợ của anh rồi. Trong bụng còn có con của anh nữa. Em không kịp nữa đâu. Sao anh lại tục thế hả? Anh còn nói lung tung nữa. Em đẩy anh xuống đó. Cậu ta ở trên tầng, em muốn kéo cậu ta lại, còn cùng cậu ta nhảy xuống. Anh ở chỗ này, em lại muốn đẩy anh xuống. Em nghĩ sao vậy? Từ sáng đến tối anh toàn làm em tức giận. Em giữ anh có tác dụng gì? Anh không ngốc như em. Cậu ta nói gì là tin cái đó. Sớm muộn em cũng điều tra tên tiểu tử này, xét hỏi hắn tử tế. Anh thu xếp cho cậu ta ổn thỏa chưa? Sắp xếp ổn rồi. An toàn không? Rất an toàn. Đây là phòng chụp ảnh gì vậy? Có coi trọng đời tư của khách không thế? Thật sự xin lỗi, chúng tôi không biết vợ anh đang có thai. Vậy chẳng phải các cậu cũng nên hỏi xem chúng tôi có đồng ý hay không? Điện thoại cũng không gọi, cậu cũng không cần xin lỗi tôi. Thôi được rồi, anh vẫn thật sự tin rằng họ vô tâm với nhau à? Bây giờ những thương gia đó thật sự là không có lợi ích thì không làm. Quảng cáo ngắn giữa ký giả giải trí đó cũng có thể khiến họ hận không thể đem ảnh khỏa thân của bạn gái mình bán đi cả. Vậy sao? Vẫn thật sự như vậy à? Anh còn cho rằng nơi càng nhỏ càng che khuất đó. Không ngờ rằng sớm biết đã không đi phòng chụp ảnh đó rồi. Anh tức giận là bởi vì chịu oan ức để cho tất cả mọi người đều biết hay sao?
Là ý gì vậy? Cái gì mà chịu oan ức? Chính là nỗi oan ức này trong bụng em. Anh thế nào mà cảm thấy đứa trẻ trong bụng chúng ta là oan ức chứ? Anh chỉ cảm thấy Dư Tiểu Kỳ anh có tên có họ. Làm gì mà nói anh là trạch nam vô danh chứ? Được rồi, sau này lại gặp phải chuyện này, chúng ta liền làm rõ thân phận chúng ta cho họ xem, nói cho tất cả mọi người. Anh tên là Dư Tiểu Kỳ. Em biết anh không phải ý này mà. Anh chỉ là cảm thấy. Được rồi, anh đó, ở nhà chúng ta chính là lão đại. Ra ngoài rồi anh chính là Dư tiên sinh. Vậy em là Dư phu nhân. Nếu như anh không hài lòng, em sẽ là Dư quan thị. Thế nào? Được. Giống như làm diễn viên bọn em, có phải là đã quen với những thứ này rồi không? Tuổi thân rồi. Hối hận rồi. Nếu không thì gần đây không phải có một đề tài gì nóng hổi, em liền có mặt cùng tránh khỏi với showbiz. Thế nào? Sau đó anh sẽ nuôi chúng ta. Được là được. Anh xem, anh xem bộ dạng không dứt khoát đó của anh kìa. Anh không dám đâu. Ai nói anh không dám? Hai chúng ta ngày mai liền đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó xem ai nói em là có thai trước khi kết hôn, chúng ta lấy giấy chứng nhận kết hôn cho họ xem, được không? Sau đó anh cảm thấy không phải rút khỏi giới showbiz nữa. Người ta rút khỏi giới showbiz đều là áp lực khá lớn. Em như vậy anh thấy không cần thiết. Anh coi thường em. Anh không có coi thường em mà. Anh coi thường em. Anh chính là coi thường em. Anh đùa với em thôi mà. Xem dạng ngốc nghếch của anh kìa. Chơi cùng em đi. Người này anh ta lúc nào cũng muốn chết. Sao có thể như vậy được? Kệ anh ta đi. Đừng ồn ào nữa. Thật là hôm đó, lấy con dao cắt cổ tay, dùng dây thừng treo cổ, từ trên đỉnh lầu một phát nhảy xuống, là mất mạng luôn rồi. Vô tử cậu hai anh ấy chính là nhảy lầu tự sát. Lúc đó trước khi chết, một đám người dùng dây trói ông ấy lại. Ông ấy cứ vậy dùng răng cắn đứt dây thừng. Nhưng em cũng không thể buộc Dương Sơn Quận vào lưng quần được. Vậy phải làm sao? Cứ như vậy cũng không phải là cách. Anh ta ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của chúng ta. Phim cũng xem rồi, buổi hòa nhạc cũng nghe rồi, công viên cũng đi rồi. Bệnh này sao mà lại không tốt lên được chứ? Sao em lại xui xẻo như vậy? Vừa mới được 2 ngày thoải mái, giờ lại gặp phải anh ta. Anh nói cái này, giúp cũng không được, không giúp cũng không được, phải không? Nhưng anh ta không phải có bệnh sao? Anh thì đến bây giờ vẫn nghi ngờ bệnh này của cậu ta là giả. Anh ấy thật sự có bệnh mà. Em mới thật sự có bệnh đó. Được rồi, được rồi, được rồi. Có thể, có thể. Ngày mai anh sẽ đến chỗ cậu ta. Đem nào là kéo, dao, còn có cái gì mà dây thừng có thể thắt chết, thu hết lại. Thật sự không được, anh cũng trói cậu ta lại. Đừng nha, lúc đầu anh ta vì tìm đến cái chết mà nhổ răng cửa. Thật là chẳng sao. Tường Tử, em phát hiện anh là một người thông minh. Thật đó, suy nghĩ thật sự quá chu đáo. Em phục anh luôn rồi. Đừng khen anh nữa, Đồng Đồng ngày mai xuất hiện rồi. Em đi đón cô ấy cho. Được. Phiền hay không vậy? Sống sao? Sao không bật đèn lên? Đến để thăm cậu chứ không có ý gì khác. Nhà lộn xộn quá đi. Tôi không có dây thừng các loại đâu. Tối om như vậy, cậu chắc là làm nhiều chuyện mờ ám lắm ha. Thấy sáng thì chết à?
Ngoài việc mắt tôi có chút tia đỏ, chứ trạng thái thì vẫn tốt lắm. Mau đi cạo râu đi, không có chuyện gì nữa. Đừng lúc nào cũng nói với vợ tôi là cậu có bệnh, đừng có ngủ. Tôi không phải là không ngủ, chỉ là không ngủ được thôi. Không ngủ được thì đừng ngủ nữa, vừa kịp để hối lỗi luôn. Nghĩ xem năm đó cậu đã làm những chuyện, tiêu bao nhiêu tiền, lãng phí bao nhiêu thì giờ. Mà quan trọng nhất là nghĩ xem cậu nói dối bao nhiêu lần. Tôi đang nói chuyện với cậu đó, hỏi cậu nhiều như vậy, sao lại không phản ứng gì? Tôi không nhất thiết phải trả lời cậu. Vậy cậu còn có thể nói với ai? Đưa cậu đến đồn công an nha, để cậu nói chuyện với cảnh sát. Cậu không có quyền đó, Dương Siêu Quần. Cậu đừng tưởng chúng ta là bạn học cũ. Hiện nay lừa đảo rất nhiều, loại nào cũng có cả. Vì sự an toàn của gia đình tôi và cả sự an toàn của cậu, tôi trước hết thay cảnh sát nhân dân hỏi cho rõ ràng tình hình của cậu. Nào, chúng ta nói chuyện. Có tinh thần lên coi. Tên, cậu biết mà. Giới tính, tuổi, giống cậu. Có kiểu nói chuyện như vậy với cảnh sát sao? Thẳng thắn thì khoan dung, còn kháng cự sẽ bị trừng phạt. Tên, Dương Siêu Quần. Giới tính, nam. Tuổi, ngày 7 tháng 7 năm 1984. Nói sớm có phải là xong rồi không? Bây giờ cậu làm công việc gì? Chief Executive Office. Bộ máy thực thi cao nhất, CEO. Cậu tưởng là tôi nghe không hiểu tiếng Anh à? Cứ nói CEO là được rồi. Nói lằng nhằng vậy làm gì? Tôi ở công ty cho thuê của chúng tôi vẫn là CEO. CEO à? CEO thì ghép kiểu gì? Nói như vậy là cậu có nhà ở đây. Nhà không có ai đúng không? Người thân của cậu đâu? Ở Mỹ. Phí lời, tôi còn không biết là người thân cậu ở Mỹ sao. Mấu chốt là cậu thật sự có hay không. Người nhà cậu có thể không quản cậu. Tôi không tin họ. Ba ruột, mẹ ruột, anh ruột mà cậu cũng không tin. Cậu có thể tin ai được đây? Tại sao lại không tin? Tôi không nghe lời họ. Không nghe lời họ mở công ty ở bên này. Kết quả bị người ta lừa. Là ý đó phải không? Cái người lừa cậu đó là ai? Tôi không quen biết họ. Dương Siêu Quần, khi chúng ta còn đi học, ở lớp học cậu giỏi nhất, mấy năm trời cậu toàn đứng nhất. Với IQ của cậu mà người khác có thể lừa cậu thành bộ dạng như này sao? Cậu muốn tôi phải giác mặt đi đâu bây giờ? Bây giờ cậu không có điều kiện sống nữa chứ gì? Ăn gì, uống gì? Hết tiền rồi ha. Dương Siêu Quần, nơi cậu ở là khách sạn 5 sao. Đây là căn hộ. Cậu nộp tiền thế chấp chưa vậy? Bao nhiêu một ngày? Cậu không phải là chưa trả đấy chứ? Tôi nói cậu nghe, tôi và Trần Sản tiền lương một tháng cũng không ở nổi mấy ngày trong căn phòng này đâu. Cậu nghĩ là có thể dựa vào chúng tôi sao? Túi tiền của cậu đâu? Người như các cậu chắc là phải có thẻ tín dụng chứ. Không, túi tiền đâu rồi? Cho tôi xem túi tiền đi. Cậu có mạng có tiền hay không thì cậu phải trả cho căn hộ này. Trần Sản ơi, cục diện hỗn loạn đến mấy cô ấy cũng dám đối mặt. Đây là chìa khóa nhà chúng tôi. Để làm gì? Tôi không có tiền. Những đồ vật trong nhà cậu cứ lấy hết đi. Đồ nhà của cậu bảo tôi lấy hả? Cậu báo cảnh sát, nếu không họ bắt tôi. Cậu có ý gì vậy? Muốn dọa tôi à? Dương Siêu Quần, cậu nhẫn tâm thật đó. Cậu rốt cuộc có bệnh hay là không vậy? Nào nào, ngồi xuống, chúng ta từ từ nói. Ngồi đi. Chúng ta là bạn học. Tôi trước giờ vẫn chưa lừa gạt cậu. Cái này cũng chưa.
Túi tiền đâu? Mau mang ra cho tôi xem. Không có tiền mặt cũng được, thẻ tín dụng chắc là có chứ. Vậy cậu có gì? Tôi đói rồi.